Thưa quý vị, tính đến 12 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2022, đã có 581 cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mở sổ gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền là 10 tỷ đồng. Đó là kết quả hưởng ứng tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo được phát động từ ngày 22 tháng 3 đến các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2022 diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4 với sự tham gia hưởng ứng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mỗi tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia bằng hình thức mở sổ tiết kiệm tối thiểu từ 500.000 đồng, gửi góp hoặc có kỳ hạn gửi từ 1 đến 12 tháng trở lên, mức lãi suất từ 3 đến 5,5%. Số tiền gửi tiết kiệm sẽ bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo này, tỉnh đoàn Sơn La đã tích cực tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên tại các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh, tích cực hưởng ứng nhằm góp một phần tiết kiệm của mình giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn để sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhân tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, chi đoàn công an thành phố đã phát động các đoàn viên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị tham gia ủng hộ, đóng góp, gửi tiền tiết kiệm, giúp đỡ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình nghèo trên địa bàn thành phố Sơn La. Trong năm nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đến đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hưởng ứng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, và chúng tôi mong muốn rằng là sẽ huy động được nhiều cái nguồn tiền gửi từ các tập thể và cá nhân để tạo thêm nguồn vốn, huy động nguồn lực để cho nhiều đối tượng chính sách người nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Chương trình tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo mang ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy chính quyền trong cái việc huy động nguồn vốn. Trong đó, cái việc huy động nguồn tiền gửi từ các tổ chức, các cá nhân là một cái nguồn vốn rất quan trọng, góp phần để tạo lập thêm, hỗ trợ thêm cái nguồn vốn vay cho bà con hộ nghèo, đối tượng chính sách khác để vay vốn, và cũng góp phần làm giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ lãi suất cũng như là tìm các nguồn vốn khác để phục vụ cho bà con. Thông qua chương trình tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo nhằm tập trung huy động các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La, gắn kết với phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.